Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, hôm nay trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã gửi báo cáo về Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương để giải trình thông tin phản ánh trên mạng xã hội về một số khoản thu chưa đúng quy định đầu năm học. Theo đó, thông tin bảng kê khai chi tiết các khoản thu được đăng tải chỉ là số tiền dự kiến thăm dò phụ huynh và trường chưa tiến hành thu của học sinh nào. Trước đó, cô chủ nhiệm lớp 10D trường trung học phổ thông Thanh Miện 3 đã phát cho phụ huynh tờ kê các mục dự kiến sẽ thu trong buổi học phụ huynh đầu năm. Tổng số tiền sẽ thu theo thông báo này là 8 triệu 715 nghìn đồng một học sinh. Sau khi có thông tin, nhà trường đã yêu cầu cô giáo chủ nhiệm lớp 10D giải trình và ngưng ngay việc thu chi trái quy định. Trường cũng đã họp và cử phó hiệu trưởng Phạm Quốc Huy, một giáo viên trưởng khối lớp 10 và cô Vũ Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đến nhà anh Phạm Văn Tê ở huyện Ninh Giang, Hải Dương, người đăng bài viết lên mạng xã hội để xác minh, trao đổi cụ thể. Tại cuộc làm việc, cô Thủy xác nhận thông tin bảng kê danh sách các khoản nộp mà anh Tê đăng lên mạng xã hội là do mình lập ra. Lãnh đạo trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 nhận những sai sót về các nội dung cô Thủy đã gửi cho phụ huynh và hứa sẽ khắc phục. Tổng cục Quản lý Thị trường vừa có báo cáo về việc bắt giữ số lượng lớn lồng đèn trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ngày 11 tháng 9, đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 14, quận 5 đã tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường Châu Văn Liêm, phát hiện gần 1.500 cái lồng đèn trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, không bảo đảm an toàn sử dụng, theo cơ quan chức năng, số lồng đèn trên có tổng trị giá theo giá niêm yết là 51,6 triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam 4 cán bộ thuộc chi cục hải quan Trơn Thành tỉnh Bình Phước do có hành vi nhận hối lộ hơn 500 triệu đồng. Bốn đối tượng gồm Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ thuộc Tri cục Hải quan Trân Thành, tỉnh Bình Phước, bị bắt về tội nhận hối lộ. Liên quan vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Bạch Tấn Cường, sinh năm 1980, Nguyễn Vĩnh Hòa, sinh năm 1988, Huỳnh Thị Huyền Trâm, sinh năm 1988, Võ Thanh Tuấn, sinh năm 1987 về tội buôn lậu. Trước đó, công an thành phố phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi polyester xuất xứ Trung Quốc Do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng. Từ tháng 3 năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi polyester, trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.